Anh chàng này là thánh ăn trộm có họ hàng với siêu trộm Kit. Sau khi có được mật mã, anh chàng đẹp trai khoai to đã thành công mở được căn mật thất của tên Tàu Khựa. Thế nhưng đời không như là mơ, làm gì có nước cờ nào dễ đi như thế. Nhờ có mắt kính hồng ngoại, anh bỗng nhìn thấy hàng loạt những tia laser có khả năng chấm dứt cuộc đời của anh ngay tức khắc. Đã đi đến tận đây thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã hết đường lui. Không còn cách nào khác, anh đành hy sinh thân mình mạo hiểm lao vào những cạm bẫy phía trước. Nhờ thân hình mềm mại cùng những nước đi uyển chuyển như nước chảy mây trôi, anh đã thành công đi được một nửa chặng đường. Thế nhưng tia laser ngày một tiến tới nhanh hơn, khiến anh toát hết cả mồ hôi hột. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, nam chính đã dùng những động tác nhìn thôi đã thấy nghệ cả củ rồi. Anh nhanh chóng vượt qua tất cả những chướng ngại vật. Chỉ một phút mốt, anh đã thành công tiến vào bên trong lấy được đồng xu cổ đại của thằng hàng xóm nhà tôi rồi. Đúng lúc này, tiếng còi báo động không ngừng vang lên khiến đám vệ sĩ bên ngoài phát hiện có kẻ đột nhập. Không nghĩ nhiều, bọn chúng lập tức xông vào bên trong quyết bắt được con chuột có ý định ăn trộm báu vật của chúng. Quay lại mấy ngày về trước, một pho tượng vàng 24K nguyên khối, một báu vật mà bất kỳ doanh nhân nào nhìn vào cũng phải thèm nhỏ dãi. Thế nhưng báu vật đó cũng đã lọt vào tầm ngắm của một chàng trai độc lạ Bình Dương. Màn đêm buông xuống, anh xuất hiện với một bộ áo giáp còn đen hơn cả gỗ mun. Chỉ với một cước, anh đã đá bay cửa kính xông vào bên trong mà cướp đi pho tượng. Thằng nào lao nháo lao lên, anh liền đánh cho biết thế nào là lễ hội. Có được pho tượng trong tay, anh ngạo nghễ nhảy từ tầng 30 xuống dưới trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Khi đám đông còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa thì anh đã ung dung khoan khoái rời đi mà chẳng suy nghĩ gì. Người đàn ông đó chính là Zemium, một anh cảnh sát làm công ăn hại nhất Đại Hàn Dân Quốc. Sở thích của anh là trốn việc rồi tới một góc chùa nào đó ngủ lang ngủ bạt. Ngay đến cả giọng điệu của anh cũng lố bịch tới vô cùng. Thế nhưng mỗi khi mặt trời lùi về sau chân núi, anh lại biến thành một người hoàn toàn khác. Một người đàn ông với bộ chiến giáp tuy đen nhưng cũng rất ngầu lòi. Trước đây anh đã từng xử lý đám xã hội thâm để lấy lại báu vật quốc gia, giúp cảnh sát lập được chiến công lẫy lừng. Bên này, cô sinh viên Min U vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát với tấm bằng xuất sắc. Nhờ vào thành tích hết nước chấm, cô được chuyển tới đồn cảnh sát thành phố làm việc. Cứ tưởng rằng khi làm tại đồn cảnh sát thì bản thân sẽ ngầu như trái bầu, nhưng sự thật lại và đôn đốp vào mặt cô. Văn phòng làm việc thì vừa tồi tàn vừa lộn xộn, đồng nghiệp thì ai ai cũng bố lao pháo ăn xe. Cũng may nhờ vào cái tấm bằng xuất sắc nên cô đã được lên chức trung úy khi tuổi đời còn non trẻ. Nhìn thấy tấm thẻ cấp trên trong tay cô, sĩ quan xin vội vàng quay xe trước khi quá muộn. Thái độ của anh đối với cô cũng ngoan ngoãn hơn đôi phần. Sau màn tay bắt mặt mừng, anh chàng đánh xe đèo Min U tới gặp Tae-in, sếp của họ. Nghe thiên hạ đồn rằng Tae-in từng bị giáng chức do có liên quan tới một vụ bê bối, Min U liền khinh ông ra mặt. Thế nhưng một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật, bởi vậy mới có câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mỗi khi nhận được nhiệm vụ được giao, Tae-in đều điềm tĩnh suy tính chiến lược kỹ càng. Dưới tài vây bắt của anh, những tên tội phạm lọt lưới không sót một tên nào. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của Tae-in thì đừng mong có ngày chạy thoát. Ngày hôm đó, một tên tội phạm vừa phóng con chiến mã lao ra đường lớn đã bị sĩ quan xin thân tặng cho một đường quyền. Vừa kịp nhấc cái mông dậy, hắn đã tức cái mình rút dao ra định phản đòn, nhưng sĩ quan xin nào có phải đậu vừa giang. Chỉ với một cú đấm thẳng mặt, anh đã khiến hắn ta bay ra vài dặm. Bên này, nữ chính cũng không hề nhàn rỗi vì phải phụ trách đuổi bắt tên môi giới đồ cổ. Mới nhìn thì nghĩ hắn rất dễ xa lưới, nhưng ai ngờ tên này lại cực kỳ danh ma. Hắn vừa chạy lên lầu cao vừa không ngừng đẩy đồ xuống cản đường cô. Sau đó, nhân lúc nữ chính không để ý, hắn đã lợi dụng địa hình nhảy từ tầng cao xuống dưới khống chế cô. Thế nhưng một thủ khoa trường sĩ quan cảnh sát như cô nào dễ bị bắt nạt như vậy. Chỉ với vài đường quyền cơ bản, Min U đã thành công hạ knock out tên môi giới đồ cổ rởm. Ai mà có ngờ tên môi giới này lại có máu liều nhiều hơn máu não. Thấy bản thân đã bị dồn tới đường cùng, hắn liền nhảy từ tầng 2 xuống dưới đất. Thế nhưng năm nay lại là năm hắn bị sao tam tai chiếu thẳng đầu. Tae-in đã đứng đó chờ hắn đáp đất từ lâu để tóm gọn. Sợ tội phạm nhân cơ hội chạy trốn, Min U cũng đánh liều nhảy xuống theo sau. Hành động dũng cảm của cô nhận về sự tán thưởng vô cùng to lớn từ anh sếp Tae-in. Sau khi tóm được tội phạm, Tae-in hào phóng thưởng cho cấp dưới chút tiền tinh thần. Vì là lần đầu làm chuyện đó nên Min U có phần hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cô cũng vui vẻ nhận lấy nó cho sếp vui. Trên đường tan làm về, Min U vô tình gặp hai chị em nghèo khổ ngồi bên trạm chờ xe bus. Bởi vì cha mẹ đã rời xa nhân thế nên vào ngày sinh nhật hai đứa nhỏ cũng chẳng có gì bỏ bụng. Thấy hai đứa trẻ đáng thương như vậy, Min U liền đưa chúng đi ăn mì tương đen. Cô cũng dùng tiền thưởng mình nhận được mua lại đồng xu cổ từ cậu bé. Sau đó cô lại tặng lại nhóc con đồng xu cổ đó coi như một món quà sinh nhật. Min U làm như vậy cũng chỉ vì muốn hai đứa nhỏ vừa được ăn uống no say vừa có tiền sinh hoạt cho những ngày sắp tới. Hai đứa bé hiểu chuyện, nhận được lòng tốt của người lạ cũng cảm ơn rối rít. Bên này, ông trùm trong khu vực đã đánh hơi được chuyện pho tượng rát vàng bị đánh cắp. Cùng lúc đó, một vị khách lạ đã sẵn sàng chi trả 1 tỷ để mua lại một đồng xu cổ đại. Thế nên ông đã tạm gác lại chuyện cũ để cho gọi người đó tới thương lượng. Thế nhưng khi người đó giao ra món đồ mà ông trùm cần thì lão ta lại chọn cách trở mặt nhanh như người yêu cũ của bạn. Lão ta không những không giao món hàng cần trao đổi ra mà còn cho thuộc hạ đe dọa người đàn ông kia. Thấy một đám tay sai ào ào kéo tới, hắn đột nhiên biến thành một con sói máu lạnh. Chỉ với một chiếc bút bi trong tay, hắn đã lần lượt hạ gục hết sạch đám lâu nhâu đang bâu vào xô xé. Sau đó hắn còn tiện tay cướp đi những đồng xu cổ rồi đưa ông trùm đi chầu Diêm Vương. Sáng ngày hôm sau, nữ chính nhận nhiệm vụ cùng nam chính hành động. Thế nhưng cô đã vất vả tìm kiếm cả nửa ngày trời mà chẳng thấy anh ta đâu.
Trong lúc dừng chân ngồi nghỉ, Min U bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ một căn phòng. Trong một căn phòng u ám, nam chính nằm bất động trên sàn. Trên áo anh còn loang lổ những vệt máu giống như hiện trường của một vụ hãm hại. Thế nhưng Min U vừa ghé tai xuống nghe nhịp đập của trái tim thì anh liền bật dậy từ cơn mơ. Anh cũng nói cho nữ chính biết vết đỏ loang lổ trên áo anh là vết rượu vang đổ lên. Sau khi tỉnh giấc, anh nhanh chóng lên đồ đi làm nhiệm vụ cùng nữ chính. Tới nhà tên tội phạm Choi Song-cheon dò xét tình hình mà nam chính cứ tự nhiên như ở nhà mình. Anh không ngần ngại mà vui vẻ bắt chuyện với hắn ta khiến nữ chính cùng phải hạn hán lời. Nhận được những món đồ cổ quý giá, Choi Song-cheon cũng vui vẻ ra mặt. Nhìn cách hành xử của tên bệnh hoạn trước mặt, Min U cũng chẳng muốn nói gì thêm. Ba máu sáu cơn, cô liền nổi điên nổi khùng quát hắn ta mau mau lấy ra cuốn sách bảo vật quốc gia đang bị thất lạc. Thế nhưng hành động của cô đã khiến máu nóng trong người hắn sục sôi. Quá bất lực, Min U đành chạy tới than ngắn thở dài với Tae-in. Đúng lúc này, Tae-in bỗng nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Vào một ngày đẹp trời, tên tội phạm hiện đang bị cảnh sát truy nã đặc biệt lại tới đồn cảnh sát tự thú. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Tae-in lập tức tới phòng thẩm vấn truy hỏi hắn ta. Thế nhưng hắn ta lại không nói gì ngoài cái khát khao được ngồi tù của bản thân. Nghe tới đây, Tae-in lập tức đáp ứng nhu cầu của hắn ta mà không nghĩ nhiều. Nhưng chẳng bao lâu sau, phía cảnh sát đã phát hiện một vụ án vô cùng kỳ lạ. Ông trùm khét tiếng nhất nhì khu vực bỗng ngỏm củ tỏi trong chính căn biệt thự xa hoa của mình. Tất cả những thuộc hạ xung quanh cũng chẳng một ai còn sống. Chuyện tới nước này, Tae-in mới cảm thấy sự việc không hề đơn giản như đan rổ. Anh lập tức gọi điện cho cấp dưới những người có nhiệm vụ canh gác tên tội phạm bị truy nã, cơ mà họ đã để cho tên tội phạm đi giải quyết nỗi buồn. Thấy vậy, Tae-in đã tức điên lên quát mắng một trận rồi lập tức quay về. Nhưng khi tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, mà người duy nhất biết hung thủ là ai đã quy tiên. Sau khi check camera mới biết hung thủ đã mạnh dạn giả dạng thành cảnh sát lẻn vào khu vệ sinh rồi ra tay hãm hại manh mối cuối cùng. Màn đêm buông xuống dần dần lộ rõ bóng hình nam chính chuẩn bị hành động. Dưới sự hỗ trợ của giám đốc Kim, anh đã tìm ra nơi không có cạm bẫy, sau đó mạo hiểm đu dây điện lao qua nóc nhà ông Hoàng trộm cắp Choi Song-cheon. May thay, một thứ gì đó đã kịp thời phóng lên trần nhà giữ thăng bằng cho nam chính. Chứ không là các mạng lưới điện đằng sau đã cho anh thành con heo quay rồi. Nhưng vừa lấy lại bình tĩnh, anh lại gặp thêm một rắc rối mới. Nhà lão ta có cả tấn sách cổ thì anh biết tìm thứ mình cần ở đâu. Đột nhiên một tên thuộc hạ đem tiền tới gõ cửa gọi đại ca. May thay giám đốc Kim đã giả dạng thành một người phụ nữ quyến rũ cười một cái lập tức khiến tên kia sợ cong đuôi rời đi. Tiếng động lớn thế mà Choi Song-cheon vẫn lăn đùng ra ngủ. Thế là nam chính đã kịp nhảy số leo lên lầu 3. Tại đây anh đã dùng máy quét tìm ra một ngăn tủ bí ẩn. Dựa theo chỉ dẫn của giám đốc Kim, anh đã tích cực quay tay với chiếc bút mực. Quả nhiên một tầng hầm bỗng được mở ra trước mắt. Tuy nhiên vừa mò xuống, nam chính đã suýt chút nữa bị mũi tên đâm trúng. Cơ mà điều đó cũng chẳng làm khó được bước chân của anh. Rất nhanh cuốn sách báu vật quốc gia thất lạc đã nằm trong tầm mắt. Vì quá vui mừng nên anh đã vô tình kích hoạt thêm cái bẫy khác. Lúc này anh chỉ thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Nếu không chạy ra ngoài trong vòng 10 phút thì anh sẽ về với đất mẹ. Nam chính lần đầu gặp vấn đề kiểu này nên đã không thể làm chủ được sự bình tĩnh của bản thân. Bước đi đầu tiên đã sai sót khiến anh bị bay mất một miếng da, nhưng nếu dừng bước thì anh sẽ bị chôn vùi ở đây. Thế nên nam chính đã dùng hết sức bình sinh bám theo sợi dây cứu hộ bò ra ngoài. Nắm chắc được báu vật đang nằm trên tay, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa thành công trở về, nam chính đã huênh hoang cợt nhả với giám đốc Kim. Rồi cả hai lại nhắm tới mục tiêu tiếp theo là tài sản của ông trùm vừa mới đi chầu tổ tiên. Mặc dù lão đã ra đi nhưng vẫn để lại khá nhiều báu vật quý giá. Nam chính muốn nhân dịp này kiếm chút tiền đi tán gái nên đã chấp nhận nhiệm vụ. Bên này nữ chính đi tuần ban đêm cũng phát hiện anh đang đào bới thứ gì đó. Trong mắt cô, nam chính chính là một tên trộm đáng ghét cần bị bắt giữ. Vừa thấy nữ chính, anh đã giả vờ cute rồi cong đuôi bỏ chạy, sau đó lợi dụng khoảng trống giao lưu võ thuật với cô. Cơ mà thông qua vài hiệp, anh đã bị nữ chính đánh cho tơi bời. Thấy rằng cô không phải đối thủ dễ dàng xử lý nên anh đã xì hơi như mùi nước cống để tẩu thoát. Nữ chính ngửi xong cũng giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ và mùi thúi đó là do chính cô xả bom. Cùng lúc đó, nam chính đang hoài niệm về những ký ức xưa cũ về cha mình. Ông ấy là một người tuyệt vời, một người cha luôn quan tâm con cái mặc cho công việc bận bịu. Ông đã hứa sau khi lớn lên sẽ dạy cho anh vài chiêu cơ bản. Cơ mà ký ức tươi đẹp đó chẳng kéo dài được lâu. Trên TV đã thông báo cha mẹ anh bỗng ngỏm củ tỏi mà không rõ lý do. Kể từ đó, nam chính đã cố gắng hành hiệp trượng nghĩa nhằm thực hiện lời hứa năm xưa, đó là lấy lại báu vật quốc gia trao lại cho toàn dân. Nói là làm, anh đã mặc đồ bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Mặc dù nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa nhưng anh vẫn không chùn nước. Dưới sự hướng dẫn của giám đốc Kim, anh đã lần theo từng ngóc ngách căn phòng. Tuy nhiên sếp Tae-in cũng quay lại hiện trường tìm thêm manh mối, vừa hay đã bắt gặp nam chính lảng vảng ở đó. Thế là hai người đã gặp nhau trong tình cảnh không ai mong muốn. Tae-in đã dí súng vào đầu anh rồi bắt đầu tra hỏi một số thông tin về cổ vật. Cơ mà chỉ sơ hở một chút, nam chính đã phản công rồi tẩu thoát trong gang tấc. Sáng hôm sau, anh với bộ dạng thảm hại ngủ nướng tại văn phòng. Cảnh này đã bị đồng nghiệp phát hiện mắng cho một trận. Sau đó anh mới chịu chạy xuống sảnh bàn giao công việc. Trở về căn cứ, bí mật giám đốc Kim đã tặng anh một bộ chiến giáp mới. Nó có thể chống cả lửa, thậm chí là đạn bắn vào cũng không xi nhê. Nhưng anh chưa kịp vui thì đã bị nữ chính gọi đi làm việc. Hay tin cuốn sách cổ vật đã được tìm thấy và giao cho cảnh sát. Thế nên tên tội phạm Choi Song-cheon đã hết giá trị lợi dụng, cần phải bắt giữ ngay lập tức để tránh hậu họa về sau.
Nam chính vì lo sợ mình đã bị lộ nên cứ lải nhải liên tục khiến cô điên cả đầu. Và thế là trong lúc đi về, cô đã ném ngay nam chính xuống dọc đường. Về tới trụ sở thì mới biết hóa ra sếp Tae-in đã nghi ngờ nam chính là cổ tặc bóng đêm. Cơ mà nữ chính đã dập tan suy nghĩ đó vì tính cách anh ta như tên tâm thần vậy. Cùng lúc đó, báo chí cũng đưa tin một món bảo vật quốc gia đang được đấu giá. Điều đó là phi lý khi cục sở hữu văn hóa đáng ra phải là nơi giữ chiếc bình phong đó. Hóa ra người bán là một chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước. Ông ta chúa ghét những ai lên mặt với mình, thậm chí là con trai của sếp cũ. Cũng bởi cái mồm như ống bô của hắn đã đưa hắn về cõi Tây Phương cực lạc. Khi TV đưa tin, đầu bạc cười trông rất sảng khoái bởi đã hãm hại được cái gai trong mắt. Càng ngạc nhiên hơn khi hung thủ gây ra hàng loạt vụ án mạng chỉ bằng cây bút chì kia lại chính là thuộc hạ thân tín dưới trướng của lão già xấu xa này. Bên này, đích thân cục trưởng cũng tới giao nhiệm vụ lần này cho nam chính. Sở dĩ họ không muốn để tổng thống biết được tin bảo vật quốc gia bị bán đấu giá nên đã cấp cho anh 10 tỷ để đi giành lại chiếc bình phong đó. Thế là đêm đến, anh đã giả dạng làm nhân viên phục vụ để thăm dò kẻ địch. Mặc dù bị đuổi khéo ra ngoài, cơ mà anh đã kịp gắn máy nghe lén dưới bàn. Cứ thế, thông tin bàn giao tiền bạc của lũ xấu xa đều lọt vào tai nam chính. Cuối cùng, ngày đấu giá cũng đã đến, đầu bạc huênh hoang dẫn theo đám người tiến tới thị uy. Đúng lúc đó, nam chính từ đâu lao tới như thằng hề làm đồng nghiệp ngại thúi mặt. Chưa xong, anh còn tặng quà mua chuộc cho chủ tịch đầu hói, mong ông hãy để lại chiếc bình phong kia cho mình. Đêm đó, lão thực sự đã mua hết những món bảo vật khác. Nam chính cho rằng đầu hói nhường mình chiếc bình phong nên đã mua cái khác. Ai dè ngay lúc anh lên giá thì ông ta cũng đôi co đến cùng, rồi quay sang giơ nút like, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Con tiền đã tăng dần vượt quá số tiền mà quỹ ngân sách cấp cho nam chính làm anh run bần bật. May thay, giám đốc Kim đã ra mặt giải vây cho anh với con số 15 đã hạ đo ván lão đầu hói, khiến lão phải bực bội ra về. Ít phút sau đó, nữ chính đã bắt gặp nam chính hốt hoảng chạy trong khách sạn. Thấy nghi ngờ nên cô đã kiểm tra túi đồ của anh, nhưng rồi không có gì nên cũng thả cho nam chính rời đi. Xong việc, nữ chính đã thông báo cho sếp Tae-in rằng nam chính không phải cổ tặc. Có khả năng cao anh ta có liên quan mật thiết với hắn. Phía bên này, giám đốc Kim đã cùng nam chính lên kế hoạch cướp đi số tiền vừa đấu giá. Nếu làm như vậy thì họ sẽ có được chiếc bình phong mà không mất tiền. Đêm đó chỉ thấy một bóng đen xuất hiện chặn đường xe chở tiền. Triển khai tư thế xong xuôi, anh đã bổ nhào về phía trước. Anh mới đi vài đường quyền thì cả đám đều nằm đo ván hít mùi đất. Thậm chí cả ba tên xông lên cùng lúc cũng chẳng phải đối thủ của anh. Múa một vòng cũng hơi mệt nên anh chơi luôn cái roi điện giật tung tóe một đám. Anh chưa kịp nghỉ ngơi lại bị một đám liên tục giã đạn vào người. May thay, bộ giáp đã nâng cấp nên nhiêu đó chẳng ăn nhằm gì đối với anh. Tuy nhiên, khi vào một góc hẹp, nam chính đã thất thế trước số đông. Cơ mà anh đã kịp thời kích hoạt khả năng đặc biệt, đó là đánh hơi mê tuôn ra từ hậu môn khiến chúng ngất ngây con gà tây. Sau đó thành công cướp lại 15 tỷ đấu giá rồi ung dung đánh xe rời đi. Đám thuộc hạ tối qua đã bị đầu bạc chửi cho một trận te tua. Sát thủ đứng cạnh đó cũng bị vạ lây không thương tiếc. Cùng lúc đó, nữ chính đã tìm ra manh mối tại nhà của ông trùm xấu số. Cô cho rằng hung thủ đang nhắm tới các đồng xu cổ đại. Nói đến đây, Tae-in đã dẫn hai người xuống tầng hầm. Tại đây, anh đưa ra một cuốn sổ thời xa xưa rồi giải thích kỹ càng rằng có một món báu vật vô giá nhà vua triều đại cũ đã chôn giấu ở đâu đó trên Hàn Quốc, mà chìa khóa dẫn đến đó là phải thu thập được 7 đồng xu cổ đại. Đột nhiên, nữ chính sực nhớ ra hai đứa bé mà cô đưa đi ăn tối hôm đó có nắm giữ trong tay một đồng xu cổ đại y như mô tả của sếp. Quả nhiên, hắn đã men theo manh mối tìm tới nhà của hai đứa bé. Nữ chính cũng báo cáo cho sếp và sĩ quan xin gấp rút tới hiện trường. Trong lúc tưởng chừng đã quá muộn thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Hóa ra một người đàn ông lạ mặt đã tới trước một bước đem chúng vào ngôi đền. Cơ mà đồng xu cổ đại cũng đã bị ông ấy đem đi đâu mất. Ngay lúc Tae-in vào phòng kiểm tra thì mới phát hiện ra người đó không ai khác chính là một trong số cổ tặc chuyên nghiệp. Bởi nghi ngờ nam chính cũng liên quan tới phi vụ lần này nên nữ chính đã canh cả đêm trước cửa nhà chờ anh trở về. Cơ mà thực ra anh đã đi thực hiện nhiệm vụ từ đời nào rồi. Chỉ thấy trong lúc cả đám nhà giàu đang ngồi vui vẻ với nhau, nam chính đã tiến tới giả vờ mua vui cho cả đám. Đến lúc tên đầu sỏ cảm thấy có điều gì đó sai sai thì tất cả vệ sĩ bên ngoài cũng bị trói vào một góc hết rồi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đe dọa hành hạ từng tên một để dọa chúng một vố rồi cũng luôn đóng kho báu rời đi. Bên này, sát thủ Bạch Lang không lấy được đồng xu cổ đại từ lũ trẻ nên đã bị đầu bạc sai người tra tấn khiến cả lưng biến dạng. Nhưng tại sao hắn vẫn trung thành hết mực như vậy? Hóa ra lúc xưa đầu bạc nhận thấy hắn bị cảnh sát truy đuổi cộng thêm đứa em gái mắc bệnh nan y khó chữa nên đã trực tiếp thu nhận Bạch Lang làm thuộc hạ của mình. Đổi lại, hắn sẽ đưa cô em gái đó qua Nhật Bản chữa trị tận gốc. Thế nên giờ đây cho dù có bị hành hạ đến mấy, Bạch Lang cũng phải cúi đầu làm trâu làm ngựa cho lão già xấu xa kia. Sáng hôm sau, nữ chính chờ suốt đêm vẫn không thấy nam chính đâu. Cứ tưởng anh không về nên cô đã lẻn vào nhà điều tra về cổ tặc bóng đêm. Ai dè vừa tới cửa phòng tắm thì nam chính đột nhiên xuất hiện. Suýt thì lộ hàng khiến cả hai hốt hoảng luống cuống cả tay chân. Không để anh nhiều lời, cô đã gông cổ anh tới căn cứ của mình luôn. Tới đó, Tae-in đã ra sức tra hỏi cổ tặc bóng đêm đang ở đâu, tuy nhiên anh vẫn giả bộ cười đùa không biết gì. Cơ mà sau khi Tae-in cung cấp một số chứng cứ, anh đã không thể chối cãi mà ngộ nhận mình chính là cổ tặc bóng đêm. Nhưng chẳng ai tin một tên cảnh sát ăn hại lại là một tay cổ tặc chuyên nghiệp được. Thế là họ cho rằng anh là bạn thân của kẻ đó và mong muốn được gặp hắn tối nay. Cơ mà đợi tới tận nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Cả nhóm định về thì nam chính đã gọi điện ngăn lại.
Đương nhiên đây là tương kế tựu kế nhằm đánh lạc hướng cổ tặc không phải mình. Đột nhiên hắn ta đẩy cửa xuất hiện chậm rãi từng bước tới nhóm Tein. Không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Cùng lúc đó đầu bạc cũng mở ra một căn mật thất bí ẩn. Nơi đó có chứa một cuốn sách ghi chép lại hòn đá báu vật phát quang màu đỏ. Đồng thời sâu trong căn phòng còn có những bộ xương man dợ. Điều đó đồng nghĩa với việc ai cản đường đều bị ông ta hãm hại rồi giấu ở đây. Hóa ra khi xưa ông xuất thân trong một gia đình dòng dõi vua chúa. Nhờ có ô dù chống lưng đầu bạc đã nhanh chóng vươn lên vị trí cao trong cơ cấu nhà nước. Vậy là trong nhiệm kỳ của mình lão đã làm giả giấy tờ rồi thao túng số lượng lớn báu vật quốc gia làm của riêng. Đó cũng chính là lý do chiếc bình phong của quốc gia nhưng lại được lão đem đi đấu giá. Bên này cổ tặc bóng đêm cũng xuất hiện trước mặt nhóm Tein. Sở dĩ cùng chung chí hướng nên hai bên rất nhanh đi đến thỏa thuận chung. Xong việc anh lại quay về tán gẫu cùng giám đốc Kim. Đột nhiên có một cơn mưa rào kèm theo tiếng sấm chớp vang dội trên bầu trời. Điều đó khiến nam chính chỉ biết thu mình vào một góc khóc lóc. Hóa ra vào chính đêm mưa giông bão cách đây 15 năm cả cha lẫn mẹ của anh đều bị hãm hại trong chính ngôi nhà của mình. Quá khứ kinh hoàng đó đã ám ảnh anh mãi tới tận bây giờ. May thay được giám đốc Kim khéo léo trấn an tinh thần anh mới bớt phần run sợ. Ngày hôm sau cuối cùng anh đã tươi tắn trở lại làm việc chăm chỉ. Anh còn yêu cầu bà cải thiện thêm cơ bụng 6 múi cho bộ chiến giáp của mình. Bà tập thể dục về đi ngang qua nhìn thấy bản vẽ cũng chỉ biết cạn lời. Cùng lúc này Tein đang tới tán gẫu cùng chủ tịch đầu bạc. Câu nào câu nấy thốt ra đều mang vẻ khích đều nhau. Tuy nhiên lão vẫn rất bình tĩnh nở một nụ cười tự tin sau đó quay lại căn phòng lôi Tein ra làm trò đùa nói với trợ lý riêng. Lúc này tại một quán cà phê đôi vợ chồng trẻ đang hớn hở vì lừa được đối phương một vố lãi 100 tỷ. Tuy nhiên cả hai cười chưa được bao lâu đã phải câm nín. Hóa ra Tein đã lần theo manh mối mò tới đây hỏi tội họ. Thấy cảnh sát họ cũng không dám phản kháng mà khai ra một số thông tin có ích. Cơ mà cặp vợ chồng đó có ngỏm củ tỏi cũng không thể ngờ được kẻ chuyên đi lừa đảo lại bị lừa một vố đau đớn. Sở dĩ đối phương chính là tiến sĩ Go, một cổ tặc chuyên nghiệp có tiếng nên mấy tay xấu xa thông thường vẫn chưa đủ trình để làm khó ông. Có được thông tin nhóm Tein cũng điều tra kỹ càng video thì phát hiện lão già đó thực sự là do tiến sĩ Go giả dạng. Trích xuất camera nữ chính đã lần theo được tới một quán ăn. Quả nhiên ông ta đang ở đó tận hưởng một bữa no nê sau khi có được 100 triệu. Thấy người đông thế mạnh lão cũng chỉ đành ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Tại trụ sở Tein nghe được tin này cũng rất vui mừng mà đánh xe đi chào hỏi ông bạn già lâu ngày không gặp. Cuối cùng một trong số cổ tặc chuyên nghiệp đã bị bắt. Càng đặc biệt hơn là Tein muốn tiến sĩ Go cùng tham gia vào kế hoạch của mình. Sở dĩ ông ấy đã nghiên cứu về những đồng xu cổ đại từ lâu nên rất am hiểu đến mục đích của chủ tịch đầu bạc. Chưa kịp nói hết thì phía nữ chính cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Sau lần Tein châm chọc lão ta, hắn đã cử một nhóm xã hội đen úp sọt cô để đe dọa. Là một cảnh sát nên nữ chính cũng đã cảm nhận được bản thân đang có kẻ bám đuôi. Cơ mà tính cô không ngại thằng cờ hó nào cả, thế nên cô đã lượm khúc gỗ ven đường quay lại chiến luôn. Ban đầu thì có vẻ như ưu thế thuộc về nữ chính, càng đánh càng hăng nhưng hăng quá nên đã bỏ sót một tên còn lại. Thế là hắn đã chúc cho cô một liều thuốc mê rồi đem đi. May thay nam chính nhìn qua gương chiếu hậu phát giác ra chuyện không hay, lập tức đánh xe quay lại hỗ trợ nữ chính. Cơ mà hoảng quá nên lỡ tông phải một thanh niên chán sống. Điều đó cũng làm cho anh khi tới nơi đã muộn màng. Nhận thức được tình hình nghiêm trọng, nam chính đã tự mình hành động mặc cho giám đốc Kim chưa cho phép. Bên này khi khống chế được nữ chính, chúng đã định giở trò sàm sỡ. Tuy nhiên nhân lúc chúng mất cảnh giác, cô đã bẻ khóa tay rồi tức giận tẩn cho bọn chúng một trận ra trò. Cứ ngỡ rằng chiến thắng trong tầm tay, ai ngờ sát thủ Bạch Lang do chủ tịch đầu bạc phái tới bất ngờ xuất hiện. Bởi muốn xóa sạch dấu vết về vụ bắt cóc, hắn đã thẳng tay hãm hại hết đám thuộc hạ xung quanh rồi liên tục tra tấn bằng cách đánh vào mặt của nữ chính. Trong tình thế nguy cấp, nam chính với bộ giáp kịp thời xuất hiện. Hai bên nhận ra nhau lập tức lao vào giao chiến kịch liệt. Kẻ tám lạ người nửa cân, chẳng một mẻ nào chịu nhường mẻ nào. Sau khi hai bên trao cho nhau những cú đấm yêu thương thì chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về nam chính. Cơ mà nhân lúc anh quay qua quan tâm nữ chính, hắn đã vực dậy đánh một cú trời giáng vào gáy anh. May thay cô cũng dùng hết sức bình sinh tung cho Bạch Lang một cú chí mạng. Đồng thời tiếng còi cảnh sát cũng vang lên bên ngoài. Thấy tình thế bất lợi, hắn đã chấp nhận rút lui bảo toàn tính mạng. Thấy rằng nam chính đang nằm yên bất động nên nữ chính cũng khá là lo lắng. Đang chuẩn bị cởi bỏ mặt nạ hô hấp nhân tạo thì bất ngờ anh theo phản xạ bật người dậy dẫn cô đi ra ngoài. Tiếng còi cảnh sát ban nãy là do giám đốc Kim dùng công nghệ đánh lừa. Bên này Tein vẫn chưa biết chuyện nên vẫn còn ngồi giỡn với tiến sĩ Go. Sau một hồi định dùng vũ lực, cuối cùng ông cũng chịu giao ra đồng xu cổ đại. Cùng lúc đó đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Biết được đệ của mình bị đánh cho tơi tả, anh đã hốt hoảng nhảy cẫng lên rồi chạy một mạch tới bệnh viện. Tuy nhiên nam chính đã lẻn về căn cứ trước để báo cáo với giám đốc Kim. Tại đây bà đã chợt nhận ra anh đang có tình cảm với nữ chính, nhưng anh thì vẫn luôn mở miệng chối cãi. Điều đó càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của bà. Còn Bạch Lang thì vác cái bản mặt thảm hại về xin lỗi đầu bạc. Cơ mà tất cả dường như vẫn đang trong tầm kiểm soát của ông. Bên này nhóm của Tein đã được giám đốc Kim chuyển tới căn biệt thự to trà bá. Sở dĩ chỗ cũ đã xuống cấp từ rất lâu rồi nên bà mới chuyển căn cứ tới nơi này. Ở đây tiến sĩ Go đã khai ra đồng xu cổ đại cuối cùng đang nằm trong tay một tên tàu khựa. Hắn là một chủ sòng bạc nằm tại bán đảo Jeju. Để tìm được lịch trình thuận tiện cho việc hành động, giám đốc Kim đã ra tay hack vào hệ thống bảo mật của casino. Có được thông tin cụ thể, họ đã lên đồ bay thẳng tới địa điểm ẩn nấp của kẻ thù.
Tuy nhiên nam chính lại giả vờ mình có việc cá nhân tại đảo Jeju để qua mặt sếp. Cơ mà ông lại cử cô nàng trái xoan đi theo giám sát từng hành động của anh. Điều đó làm anh rất bực bội nên đã bắt nạt cấp dưới lái xe chở mình về khách sạn. Nhưng cô lại không phân biệt được đâu là chân ga đâu là chân phanh. Thế là anh chỉ đành phải trở thành tài xế riêng cho cấp dưới bất đắc dĩ. Thậm chí khi đến nơi cô còn đánh được hẳn một giấc thật ngon. Đáng lẽ lịch ký hợp đồng là tối nay nhưng nam chính chẳng bận tâm. Điều đó khiến cho cấp dưới trái xoan trách móc định tố cáo với sếp. Tuy nhiên chỉ bằng một tấm vé VIP bay lắc overnight anh đã dễ dàng cắt được cái đuôi ngáng đường này. Cùng lúc đó Tae-in đang trình bày kế hoạch tác chiến cho từng người. Nghe có vẻ lần này sẽ thành công mỹ mãn nên ai cũng tỏ ra thoải mái. Trong lần này nữ chính sẽ giả dạng thành một người phụ nữ quyến rũ rồi cùng Tae-in tiến vào casino của địch chơi bài xả láng. Đúng theo như dự kiến ban đầu hình ảnh của họ đã lọt vào mắt xanh của tàu khựa. Thấy có vẻ dễ ăn nên cô đã làm ra những điệu bộ cute hột me dễ dàng dụ hắn ta vào một hotel để tập thể dục. Tới nơi nữ chính còn danh ma xúi tàu khựa cho đám râu ria ở bên ngoài dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bước vào. Ngồi bên trong phòng khách sạn nữ chính đã tháo lớp mặt nạ của mình ra hùng hổ lao tới tung cước vào mặt tên tàu khựa. Ban đầu hắn còn tưởng đây là phong cách tập thể dục kiểu mới. Nhưng sau khi bị đánh cho tơi bời hắn đã khai ra mật khẩu kho báu. Hạ sĩ Shin ở bên ngoài cũng mặc chiến giáp áo đen đánh lừa bọn canh gác rồi thản nhiên đi đến khiêu khích cả đám vệ sĩ tàu khựa. Chúng tưởng rằng dễ ăn nên đã đắc ý cậy đông hiếp yếu. Tuy nhiên chỉ bằng vài đường quyền đơn giản hạ sĩ Shin đã hạ gục một mẻ. Đồng thời nam chính có được mật mã cũng thành công mở căn mật thất. Cơ mà dưới mặt kính hồng ngoại thì hàng loạt tia laser chớp người bỗng hiện ra trước mặt anh. Đến bây giờ đã hết đường lui nên nam chính đã mạo hiểm lao vào cạm bẫy. Bằng những nước di chuyển khéo léo anh đã thành công vượt qua được một nửa. Tia laser ngày một tiến tới nhanh hơn khiến anh toát cả mồ hôi hột. Cơ mà ngay lúc quan trọng may thay nam chính đã nghệ cả củ vượt qua tất cả rồi tiến tới cầm lấy đồng xu cổ đại được cất giấu sâu bên trong. Đột nhiên còi báo động vang lên khiến hàng tá vệ sĩ phát giác có kẻ đột nhập. May thay nữ chính lúc đánh tàu khựa có nghe hắn nói ra mật mã khóa laser. Thế là nam chính đã thành công vô hiệu hóa mọi cạm bẫy. Cơ mà vừa bước ra ngoài họ đã bị một đám lâu la ngăn lại. Đứng trước tình hình như vậy một cuộc giao chiến là không thể tránh khỏi. Thế nên hai người đã phối hợp ăn ý hạ gục từng tên một. Mặc dù có chút khó khăn nhưng bọn chúng hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Vừa xử xong một đám lại có thêm một đám khác lao tới. Thấy vậy nam chính chỉ còn cách đu dây kéo cô cùng nhảy xuống lầu 1. Nhưng bọn xấu xa cũng được nước bắn tới tấp vào người nam chính. Cũng may bộ giáp được cải tiến có khả năng chống đạn nên anh đã thoát được kiếp nạn. Cuối cùng là nhiệm vụ đem đồng xu cổ đại về căn cứ của nhóm giao cho hạ sĩ quan. Cơ mà đang di chuyển trên đường thì Bạch Lang đã chặn lại khiến anh lăn mấy vòng trên nền đất. Sau khi tỉnh táo Shin cũng nhận ra Bạch Lang là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng máu chiến của anh cũng chẳng thua kém gì so với nữ chính. Đối thủ càng mạnh thì anh càng phải vung nắm đấm thị uy. Quả nhiên chỉ qua vài chiêu mở màn Bạch Lang đã bị anh bật lăn ra đất. Nhưng sức mạnh thực sự của hắn nằm ở cây bút trong túi áo. Sau khi hắn rút nó ra, hạ sĩ Shin thực sự đã rơi vào thế hạ phong. Vì không có kinh nghiệm xử lý với kẻ thù như vậy nên anh nhanh chóng bị tẩn cho không còn sức phản kháng. Ngay lúc hắn định ra đòn chí mạng anh thì nhóm Tae-in cũng kịp thời tới nơi giải vây. Thấy rằng nhiệm vụ cướp đồng xu cổ đại đã hoàn thành, hắn cũng chọn cách tha cho con mồi mà rời đi. Bên này nam chính vừa đặt mông lên giường chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được hàng tá thông báo từ giám đốc Kim. Thế nhưng cái đuôi trái xoan cứ chặn cửa làm khó anh. Thấy vậy anh chỉ đành giả vờ hợp đồng đã soạn trên máy tính nhờ cô vào chỉnh sửa lại phông chữ là được. Cơ mà lúc đi nam chính đã quên giấu đồ nghề đi. Điều đó đã làm cho trái xoan nảy sinh tò mò lục lọi. Ban đầu cô lôi ra một chiếc mặt nạ rồi kế tiếp là một chiếc roi điện. Không ngờ trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế. Trái xoan thực sự nghĩ rằng cấp trên là một tên biến thái chính hiệu nên liên tục xin anh đừng làm hại đến mình. Không lâu sau trên TV rầm rộ đưa tin truy nã cổ tặc áo đen khiến trái xoan định báo cáo cảnh sát đến gông cổ anh. Thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa nam chính chỉ đành trấn an cô rồi nói hết ra sự thật. Ít phút sau ở một con suối nằm sâu trong khu rừng tiến sĩ Go đột nhiên ló mặt tới nói chuyện cùng Bạch Lang. Hóa ra lão là kẻ đã phản bội tổ chức bán thông tin cho đối phương. Vậy nên từng bước đi của nhóm nam chính mới dễ dàng bị nắm thóp như vậy. Cơ mà Tae-in lại rất bình tĩnh trấn an mọi người không phải phờ lo. Sở dĩ sớm biết tiến sĩ Go sẽ phản bội nên anh đã có chuẩn bị trước. Đó là nhờ giám đốc Kim chế tạo ra một bản sao hoàn hảo của đồng xu đó còn đồ thật thì đem giấu 24/24 bên người. Thậm chí anh còn gắn luôn cả định vị vào món đồ giả đó nhằm tìm ra số bảo vật quốc gia bị cất giấu bao năm qua của đầu bạc. Thấy thế ai nấy đều vỗ tay tán dương cho Tae-in vì anh quá tuyệt cả là vời. Quả nhiên sau khi có được tất cả 7 đồng xu con cáo già kia lập tức tiến tới căn mật thất chôn giấu kho báu của mình. Trước khi đi ông còn không quên giáo huấn Bạch Lang một trận bởi đã không thẳng tay tiễn tên cảnh sát lúc đó đi chầu Diêm Vương. Bên này sau khi có được hình ảnh mật thất thu được từ vệ tinh nhóm người Tae-in bắt đầu phân tích tình hình. Cứ tưởng nơi đó chỉ có vài tên canh gác thì dễ ăn ai ngờ hệ thống bảo mật lại được thiết kế bởi một vị giáo sư điên cuồng. Ông ta từng nhận 7 giải Nobel khoa học trong lúc còn sống thời xưa. Vậy là họ tạm thời gác lại kế hoạch của mình để đi hóng gió. Cùng lúc đó tiến sĩ Go đang cùng Bạch Lang đưa ra một thỏa thuận. Sở dĩ ông phản bội bởi lẽ ông nghĩ nữ chính có khả năng là con của mình. Thế nên ông đã tiết lộ vị trí của đồng xu cho Bạch Lang đổi lại sau này hắn không được xuống tay với cô. Giải quyết xong Bạch Lang đã mò tới nơi ở của thầy mình rồi bất ngờ rút ra cây bút chuẩn bị trừ khử ông.
Hóa ra lúc trước là do bị ông ta dụ dỗ đi vào con đường tội đồ này mới khiến cuộc sống của hắn và em gái rơi vào bế tắc đến tận bây giờ. Người thầy thấy vậy cũng hốt hoảng xin tha, bởi dù gì lão ta cũng đã nuôi sống hai anh em một thời gian. Nghe xong, Bạch Lang cũng nhẹ giọng thu lại cây bút. Tưởng rằng ngon ăn, ai dè hắn lại rút ra con dao hãm hại ông ta luôn. Xong việc, hắn lại nhớ về những kỷ niệm đẹp bên cạnh em gái, đồng thời lấy cuộc trò chuyện giữa đầu bạc và cô bé ra xem. Nước mắt hắn cứ liên tục tuôn rơi khi nhìn thấy cô gái hiền hậu ấy. Dường như chỉ khi nào Bạch Lang giúp đầu bạc tìm ra được kho báu cổ đại thì lão mới cho hai anh em được đoàn tụ với nhau. Lúc này tại căn biệt thự, mọi người đang tạo một bất ngờ lớn cho nữ chính, bởi hôm nay chính là sinh nhật của cô. Lâu lắm rồi cô mới được tặng quà nên trông cô rất hạnh phúc. Mọi người cũng lần lượt gửi lời chúc chân thành tới cho nữ chính. Kết thúc bữa tiệc, Tae-in đã chủ động tiến tới bắt chuyện với giám đốc Kim. Vừa hay cả hai đều đang độc thân nên có vẻ như đã phải lòng nhau. Đồng thời nữ chính cũng đang tương tư về cổ tặc bóng đêm. Cảnh này vừa hay đã lọt vào tầm mắt của nam chính, thế nên anh lại bắt đầu tỏ ra vẻ ngầu lòi lấy lòng cô. Hành động đó vô tình giúp hai người được ôm nhau free. Cơ mà ngay lúc đó tiếng sấm chớp lại vang vọng khắp bầu trời. Nỗi ám ảnh mất cha mẹ ngày nào vẫn còn dày vò anh tới tận bây giờ. Tuy nhiên giám đốc Kim một lần nữa đã xoa dịu nỗi đau đó bằng cách khơi lại câu chuyện thở mới bắt đầu dấn thân làm cổ tặc của anh. Từ lúc mới chập chững hành nghề, nam chính rất hậu đậu nên đã rơi vào vô số cạm bẫy trong biệt thự của bà. Đến nước này anh chỉ đành khai ra hết sự thật rằng món đồ mà giám đốc vừa mua là một món bảo vật quốc gia. Anh không muốn để nó bị xem là món đồ chơi của bọn xấu xa. Nghe xong câu chuyện đó, bà đã động lòng thu nhận anh. Tâm sự mỏng một lúc, cuối cùng anh đã trở nên vui vẻ hơn. Ngày hôm sau, giám đốc Kim đã nghĩ ra kế sách vô hiệu hóa cạm bẫy của đầu bạc. Đó là nhờ gương mặt mới trái xoan giả dạng làm nhân viên massage lẻn vào trong biệt thự tiếp cận rồi lấy dấu vân tay của ông ta. Có nó thì họ sẽ dễ dàng đột nhập vào nơi chôn giấu kho báu của lão. Quả nhiên vai diễn này thực sự phù hợp với trái xoan. Cô đã hành động vô cùng xuất sắc khiến đầu bạc nới lỏng cảnh giác. Sau đó trái xoan đã tấu hài rồi dụ lão chơi một trò chơi quái đản. Hình phạt là đánh vào tay của người thua cuộc. Cuối cùng cô đã giả vờ thua thành công lấy được vân tay của con cáo giả. Về tới nơi, mọi người khen thưởng trái xoan hành động một cách xuất sắc. Không lâu sau, một lao công đang trong giờ dọn dẹp thì bất ngờ phát hiện hàng tá cơ thể người bị ném vào trong một căn phòng. Hay tin cảnh sát cũng rầm rộ kéo tới phong tỏa hiện trường. Hóa ra hung thủ của vụ án man dợ này là Tóc Xoăn, một tay sát thủ của ông trùm Trung Quốc. Vẫn chưa rõ lý do là gì nhưng có vẻ vụ này có liên quan mật thiết tới đầu bạc. Màn đêm buông xuống đánh dấu cho thời khắc triển khai kế hoạch. Nữ chính và nam chính sẽ đảm nhận nhiệm vụ xâm nhập lần này. Nhờ có vân tay của đầu bạc, họ đã nhanh chóng vượt qua ải đầu tiên. Tuy nhiên ở phía bên kia, lão già đó dường như đã nhìn thấu kế hoạch của họ. Chỉ thấy đầu bạc mở ra một đoạn video không biết từ đâu ra rồi nở một nụ cười đắc ý khi nghe được cuộc trò chuyện của nhóm Tae-in. Quả nhiên lối ra vào duy nhất đã bị đóng chặt, thiết bị kết nối giữa họ cũng bị đánh sập. Thậm chí flycam của giám đốc Kim còn bị phát hiện. Thế là hàng tá vệ sĩ hùng hổ lao tới như hổ đói vồ lấy hai người. Nam chính thấy vậy cũng đành bất lực đi tiếp vào bên trong. Ở đó hung thủ hãm hại nhóm người trước đó là Tóc Xoăn cũng xuất hiện. Chúng bắt đầu chia nhau ra truy đuổi nhóm người Tae-in ở tầng dưới. Còn nam chính cùng nữ chính cũng đã tiến vào cạm bẫy đầu tiên, đó chính là ghép hoàn chỉnh bức tranh cổ đại trên tường. Nếu cứ chần chừ thì khói độc sẽ dìm chết hai người. Tuy nhiên con búp bê đáng sợ trong đó cứ liên tục quay đầu cảnh báo. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đang làm sai quy trình. Khói độc đang ngày một dày đặc hơn khiến công việc bắt đầu trở nên khó khăn gấp bội. Thậm chí khi ghép xong mảnh ghép cuối cùng, tình hình vẫn không thay đổi, nghĩa là hai người đang lầm đường lạc lối. Trong tình thế nguy cấp, nam chính đã chấp nhận tháo bỏ mặt nạ ra rồi đeo cho nữ chính chống độc, mặc cho danh tính của mình bị lộ. Sau đó bằng sự nhanh nhẹn của mình, anh đã hiểu được ý nghĩa của văn tự nằm trên cánh cửa. Nói đến đây, anh lập tức lao tới di chuyển các khổ văn theo trình tự. Quả thực khi xếp xong, khói độc đã tự động rút đi. Cửa ải đầu tiên đã hoàn thành, cơ mà nam chính bởi hít quá nhiều khí độc nên đã ngất lịm đi. Nữ chính thấy vậy cũng lo lắng định ôm chầm lấy anh, sau đó môi chạm môi tiến hành hô hấp nhân tạo. Ngay lúc này anh bỗng nhiên tỉnh lại, làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng khó tả. Bên này giám đốc Kim cũng tìm ra hệ thống phá tín hiệu. Cơ mà việc này đòi hỏi phải có người mạo hiểm xông vào đó tiến hành cài bom để khôi phục lại liên lạc với nhóm người nam chính. Thế là Tae-in đã xung phong ứng cử thực hiện nhiệm vụ này, còn hạ sĩ Shin thì phụ trách canh giữ lối vào duy nhất ở bên ngoài. Nhờ đó mà Tae-in cũng thuận lợi đi sâu vào bên trong căn hầm. Tiếp theo, dưới sự hỗ trợ của giám đốc Kim, anh đã rút ra khẩu súng gây mê rồi giả dạng nhân viên kỹ thuật tiếp cận hạ gục một tên thuộc hạ. Biết tin nhóm nam chính đã thuận lợi vượt qua ải thứ nhất, đầu bạc đã phát tiết lên đầu thư ký của mình. Bởi lẽ hệ thống bảo mật của nơi này rất kỳ quái, chỉ khi người đi vào đó ngỏm củ tỏi hoặc vượt qua ba ải cánh cổng thực sự mới mở ra. Cùng lúc này, Bạch Lang đã phát hiện ra dấu vết đột nhập của nhóm người Tae-in. Đồng thời đám vệ sĩ cũng nhận ra sự hiện diện của hạ sĩ Shin. Nhưng có một vài dụng cụ hỗ trợ của giám đốc Kim khiến anh trở nên tự tin hơn hẳn. Chỉ với một đấm, anh đã đấm văng một tên bay xa vài mét, kể cả súng kích điện cũng không xi nhê gì với anh. Từng tên một liên tục bị hạ gục dễ dàng khiến Tóc Xoăn cũng chịu thó mặt ra tay. Hắn rất danh ma phối hợp cùng hai cấp dưới hội đồng hạ sĩ Shin, điều đó khiến anh rơi vào thế vô cùng bất lợi. Từng nhát chém của chúng rất chí mạng, làm cho cơ thể anh bắt đầu đầy rẫy vết thương. Cơ mà hạ sĩ cũng không phải dạng vừa liên tục dùng cú đấm của mình hạ gục hai tên. Đổi lại thứ chờ đợi anh lại là một nhát dao chí mạng đến từ vị trí của Tóc Xoăn. Đến nước này anh vẫn không bỏ cuộc mà phản công, dùng một cú kích điện khiến hắn mất khả năng phản kháng.
Xử lý xong xuôi tóc, Xuân Anh vẫn cố lết cơ thể đầy thương tích tới nắp cống. Dưới căn hầm, Bạch Lang cũng lần theo được manh mối mò tới cơ mà Tein đã kịp gài bom vào trong cơ quan của chúng. Tuy nhiên khi anh định tẩu thoát ra ngoài rồi kích hoạt thì đám thuộc hạ đã lao vào cản đường. Với vũ khí trong tay, chúng rất hung hãn đánh tới tấp vào người Tein. Anh cũng không chịu thua, cầm cái xẻng lên đối chiến. Cùng lúc đó, giám đốc Kim đã gặp rắc rối bởi có vài tên vệ sĩ đã kéo tới đánh ngất bà. Bên này, nhóm nam chính cũng bắt đầu tiến vào cạm bẫy thứ hai. Nơi này là một ngôi mộ cổ của vua chúa thời xa xưa. Trò chuyện một lúc, nữ chính đã yêu cầu che hết đèn led lại. Quả nhiên một tấm đá bí ẩn phát sáng trong ngôi mộ. Thấy thế, nam chính cố gắng dùng hết sức leo lên nhưng không được. Thấy thế, nữ chính cũng cạn lời mà đành tự thân vận động. Mượn chút lực đỡ của anh, cô đã với được viên đá ra ngoài. Điều đó làm cho một con búp bê đáng sợ cũng xuất hiện. Đồng thời bốn bức tường xung quanh liên tục thu hẹp khoảng cách. Tưởng rằng sắp phải về với tổ tiên đến nơi, ai ngờ bức tường đã tự dừng lại. Sau đó nữ chính tiếp tục tháo rời một viên gạch có khắc ký tự đặc biệt. Vừa nhấc viên đá ra, bức tường lại tiếp tục đóng lại không ngừng nghỉ. Cơ mà thành phẩm mà họ thu hoạch được lại là một món trang sức cho búp bê. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không sớm lấp đầy trang sức cho con búp bê kia thì bốn bức tường sẽ đè bẹp họ. Thế là nam chính bắt đầu vắt óc suy nghĩ cách hóa giải mã hóa. Được một lúc, anh đã nhớ ra một câu ca dao bất hủ. Thế là cả hai lập tức tìm lấy từng chữ cái của câu ca dao đó. Quả nhiên mấy viên gạch được rút ra sau đó đều chính xác. Cơ mà lúc này bức tường cũng đã thu hẹp lại gần như sát nút. Vậy là họ chỉ còn một cơ hội cuối cùng để rút đá ra ngoài. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, cả hai bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chỉ thấy nam chính nhắm mắt nhắm mũi lấy ra một viên đá rồi dùng hết sức bình sinh lao về phía nữ chính. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nam chính đã ném trang sức cho cô. Cô cũng không làm anh thất vọng mà nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là bức tường đã tự động tách ra, đồng thời lối thoát cửa cũng mở ra khiến họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bên này Tein vừa khó khăn loại bỏ được hai thuộc hạ thì Bạch Lang lại xuất hiện cản đường. Thấy vậy, ông đã mạnh dạn cho kích nổ bom khiến tất cả tạm thời rơi vào choáng váng. Cơ mà hắn ta cũng nhanh chóng vật ngã Tein ra nền đất lạnh. Trong lúc định ra đòn chấm hết cuộc đời của Tein, Bạch Lang mới cảm thấy có gì đó sai sai. Hóa ra Tein đã kịp trích cho hắn một liều thuốc mê rồi. Đồng thời vụ nổ ban nãy cũng kích hoạt chuông báo động của hệ thống mật thất. Hàng tá vệ sĩ bắt đầu bám theo sau Tein như ruồi châu bâu vào bãi CIT. Sau một hồi mò mẫm, anh cuối cùng đã thoát được ra ngoài. Nhưng thứ chờ đợi anh lại là cơ thể của hạ sĩ Xin nằm bất động trên đất. Cứ tưởng rằng con dao găm trên người đã tiễn đưa cậu về nơi chín suối. Ai ngờ cậu đã mặc trong mình tận hai lớp áo bảo hộ nên ông đã thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tiến sĩ Go từ đâu tiến tới hạ gục mấy tên vệ sĩ giải cứu thành công giám đốc Kim, giúp nhóm bọn họ khôi phục lại kết nối. Bên này nhóm nam chính đã tiến vào ải cuối cùng. Nếu thành công vượt qua, họ sẽ tìm được 7 đồng xu cổ đại do đầu bạc nắm giữ. Thời gian lại bắt đầu đếm ngược, cơ mà ải này họ chỉ có 4 phút để hoàn thành mà thôi. Thế là hai người liền hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. May thay, nữ chính đã tìm được chìa khóa cánh cửa trong một chiếc bình. Nhưng lúc định đập vỡ để móc chìa khóa ra thì họ bỗng nhận ra điều bất ổn. Chìa khóa không thể dễ dàng để họ tìm thấy một cách thông thường được. Nghĩ đến đây, nam chính bắt đầu phân tích tình hình cho nữ chính nghe. Theo anh, lý do không cổ tặc nào vượt qua ải này đó chính là vì họ đã đập vỡ chiếc bình. Ngược lại, nếu không làm gì cả thì cánh cửa sẽ tự mở ra. Quả nhiên suy luận của anh vô cùng chính xác. Hai người đến phút cuối vẫn không thể tin được đây là cách vượt ải. Tuy nhiên khi đi vào sâu bên trong, họ lại phát hiện một bộ xương. Nam chính tò mò tiến tới kiểm tra mới phát hiện đây là hài cốt của vị tiến sĩ tạo ra nơi kỳ quái này. Thậm chí bụi bặm dính trên đất vẫn còn rất dày. Điều đó chứng tỏ đầu bạc chưa từng vào đây để cất giấu đồng xu cổ đại. Cùng lúc này, nam chính cũng nhận ra mình đã bị lừa. Con cáo già kia cũng xuất hiện từ sau, giơ súng đe dọa rồi buông lời cảm ơn vì đã giúp ông ta mở cửa kho báu. Sở dĩ năm xưa khi tiến sĩ tạo ra căn hầm này, đầu bạc đã tàn nhẫn thủ tiêu nhóm nghiên cứu của ông ta. Cơ mà tiến sĩ không những không thăng thiên mà còn đem luôn chiếc chìa khóa duy nhất trốn vào trong hầm. Nói đến đây, lão cũng tàn nhẫn bắn vào người nữ chính. Nam chính thấy vậy lập tức dùng tuyệt chiêu xì hơi hạ gục một đám rồi bế cô lên xe của giám đốc Kim tẩu thoát. Ngay lúc lên xe, mọi người cũng đã bất ngờ phát hiện cổ tặc là nam chính rồi gấp rút đưa nữ chính vào bệnh viện chữa trị. May thay, đạn chỉ dính vào vai nên cô không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cùng lúc này, tiến sĩ Go đã nói ra lý do khiến ông quay đầu giúp nhóm nam chính. Đó là trong số họ có người con gái thất lạc lâu năm của mình. Bên này, sau khi lấy lại được quỹ đen của mình, đầu bạc đã cho người điều tra danh tính của nhóm Tein. Sau khi nhìn thấy cô bình phục, mọi người đã trở nên yên tâm. Tuy nhiên, số cổ vật mà Tein dày công thu thập đã biến mất, đồng nghĩa với việc các bằng chứng quy tội của đầu bạc cũng bị xóa bỏ. Thế là ông đã điên cuồng lao tới phòng giám đốc Sở rồi truy hỏi tại sao lại đem chúng đi mà không hỏi ý kiến của mình. Cơ mà tại đây, lão già đó đã mạnh dạn tuyên bố anh đã bị cắt chức rồi lên giọng đuổi Tein ra ngoài. Hóa ra đầu bạc đã mua chuộc các quan chức cấp cao rồi dùng quyền lực lấy lại đồng xu cổ đại cuối cùng từ tay cảnh sát. Sau đó hắn ta tiến hành đánh dấu tạo ra ký hiệu dẫn tới kho báu cuối cùng. Sau khi xong xuôi, lão điên cuồng đập bàn đắc ý cười lớn rồi cùng thuộc hạ rời đi để lại mệnh lệnh cho Bạch Lang xử lý nam chính. Bên này trời bỗng nhiên đổ cơn mưa khiến nam chính rơi vào hoảng loạn. Nỗi ám ảnh sấm chớp ngày nào vẫn đeo bám lấy anh không nguôi. Càng nguy hiểm hơn là lúc này Bạch Lang cũng tiến tới ngôi nhà của anh. Vừa vào bên trong, hai bên đã nảy ra giao chiến kịch liệt. Đây không phải lần đầu họ gặp nhau nên chiêu trò của hắn nam chính đã nắm được hết. Qua một loạt đường quyền, Bạch Lang bắt đầu rơi vào thế hạ phong.
Đúng lúc này đột nhiên tiếng sấm lại vang dội trên bầu trời khiến Nam Chính bất giác lơ là. Đồng thời anh cũng phát hiện vết sẹo trên tay Bạch Lang chính là ký hiệu của tên hung thủ đã hãm hại cha mẹ mình năm xưa. Thế là anh đã trở nên điên cuồng và muốn xử lý hắn ta. Cơ mà Nam Chính vẫn không dám xuống tay hãm hại người khác. Vậy là trong lúc anh lơ là, Bạch Lang đã vùng dậy phản công. Tuy nhiên sau một vài thao tác, anh vẫn đẩy ngã hắn ta xuống tầng dưới. Nhóm T-In đứng ngoài nhận ra điều kỳ lạ cũng lao vào ứng cứu, tuy nhiên hắn ta đã tẩu thoát từ đời nào rồi. Nam Chính cũng bị sốc do không trả thù được cho cha mẹ mình. Cùng lúc này, giám đốc Kim cũng kể lại câu chuyện bi thương đó cho mọi người. Nghe xong, nữ chính mới hiểu ra tại sao Nam Chính sợ sấm chớp đến như thế. Thế nên cô đã xung phong lên trấn an lại tinh thần anh. Nhờ những lời nói khéo léo của cô, những hình ảnh tươi đẹp về cha anh cũng xuất hiện trở lại. Vậy là Nam Chính đã lấy lại quyết tâm trở lại trả thù cho kẻ đã hãm hại cha mẹ. Nhìn thấy anh sục sôi ý chí như vậy, ai cũng trở nên vui vẻ. Sau đó, dưới thông tin mật của tiến sĩ Go cung cấp, họ đã bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hóa ra lúc xưa ông có cứu người kỹ sư tạo nên biệt thự cho đầu bạc. Để đền ơn, lão đã nói ra kết sắt của con cáo già đó được cất ở đâu. Nắm được điều đó, tất cả lập tức lên đường hành động. Nhiệm vụ lần này sẽ do Nam Chính cùng T-In và tiến sĩ Go đảm nhiệm. Sở dĩ tiến sĩ Go nắm được hầu hết điểm mù của camera trong biệt thự nên họ mới dễ dàng vượt qua từng lớp bảo mật như vậy. Chỉ thấy Nam Chính dùng thiết bị gây nhiễu tầm nhìn giám sát, sau đó dùng kỹ năng phá khóa siêu đỉnh của mình thành công mở được cửa phụ vào căn biệt thự. Cuối cùng họ cũng tìm ra kết sắt được giấu kín dưới giường của đầu bạc. Tuy nhiên nó phải được kích hoạt bằng vân tay của lão ta. Vừa hay giám đốc Kim đã chuẩn bị đầy đủ nên Nam Chính đã dễ dàng mở kết sắt. Kế tiếp anh dùng mắt kính quét ký hiệu chọc đồng xu do đầu bạc để lại, từ đó thành công lấy được manh mối kho báu mà lão nhắm tới. Đồng thời đội vệ sĩ tuần tra cũng phát hiện ra có kẻ đột nhập. Thế là Bạch Lang đã dẫn theo người hùng hổ đi kiểm tra. Cơ mà tại căn phòng tối hắn đã nghe thấy âm thanh quen thuộc. Kiểm tra một lúc, Bạch Lang đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Những video của em gái anh là do công nghệ làm giả mặt tạo ra, đồng nghĩa với việc cô bé đã bị lão đầu bạc cho người hãm hại từ lâu. Nghĩ tới đây, Bạch Lang đã tức giận xông thẳng ra ngoài tìm thư ký. Sau khi cô thốt ra tên Tóc Xoăn đã ra tay với cô bé, hắn đã thẳng tay chấm dứt cuộc đời cô rồi ngã quỵ xuống đau đớn khóc lóc. Cùng lúc đó, Nam Chính từ manh mối vừa thu thập được cũng đã phân tích ra địa điểm cụ thể dẫn tới kho báu cuối cùng. Cơ mà tiến sĩ Go đã nói ra mục đích thật sự của đầu bạc, đó là viên pha lê đỏ trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Ban đầu mọi người nghĩ đây chỉ là hoang tưởng, tuy nhiên Nam Chính đã lên tiếng cắt lời. Hóa ra lúc xưa cha anh đã nói ra sự thật về viên ngọc đó, nhưng công dụng không phải để trường sinh mà là chớt chóc. Chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào thì những người xung quanh sẽ phải đi chầu trời. Cũng vì cha anh có ý định tìm kiếm thứ đó nên đã bị đầu bạc trừ khử. Bên này, con cáo già đó đã mua chuộc cả bộ trưởng cảnh sát, ra lệnh cho họ truy nã nhóm người Nam Chính khắp các tuyến đường. Quả nhiên chỉ cải trang thông thường thì không thể thoát được. Cảnh sát đã phát hiện ra Nam Chính rồi báo cho đầu bạc. Anh cứ tưởng bản thân có thể thông quan một cách dễ dàng. Ai ngờ đang đi thì bất ngờ bị một xe khác tông mạnh vào. Hóa ra Tóc Xoăn đã nhận lệnh buộc phải hãm hại Nam Chính. Trong tình thế nguy cấp, Bạch Lang đã xuất hiện kịp thời cản lại. Nhớ lại hình bóng nụ cười của cô em gái đáng thương, anh điên cuồng tiến tới trả thù Tóc Xoăn. Với vài chiêu đầu có vẻ như anh rơi vào thế bị động. Tóc Xoăn cũng mỉa mai rằng hắn sẽ tiễn anh về chung với em gái. Nam Chính trong xe vừa hay cũng nghe được thông tin này. Trong cơn tức giận, Bạch Lang đã phản công đấm cho Tóc Xoăn bầm dập. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng khiến anh phải gác lại kế hoạch trả thù để chạy trốn. Trước khi quay gót rời đi, Bạch Lang còn tốt bụng giúp Nam Chính thoát khỏi kiếp nạn kẹt xe. Cùng lúc đó, T-In và đồng bọn cho nổ một đợt pháo hoa nhỏ. Sau đó nhóm người cải trang thành cảnh sát tiếp cận vào sâu bên trong. Thế nhưng con cáo đầu bạc đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn lập tức cho người xông ra ngăn cản nhóm người T-In. Trong lúc hành động, tiến sĩ Go đã đen đủi bị chúng đâm cho vài nhát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nữ chính không khỏi tức giận mà lao vào combat với chúng. Thấy tình hình có vẻ bất lợi cho quân mình, T-In liền xung phong chạy tới giải vây cho cô. Hai người kết hợp ăn ý đánh cho bọn vệ sĩ phải kêu cha khóc mẹ không ngừng. Thế nhưng hạ sĩ Sinh cũng đã bị người của đầu bạc bắt giữ. Ở một góc khác, T-In vẫn đang chật vật đáp trả từng đòn tấn công liên tiếp của quân địch. Sau một hồi đánh nhau tơi tả, cuối cùng T-In và đồng bọn đã đánh bại được đám tay sai của đầu bạc. Thế nhưng đúng lúc này, quân triều đình bỗng từ đâu xuất hiện gô cổ T-In và tiến sĩ Go về đồn. Đồng thời con cáo đầu bạc và bầy lũ tay sai cũng đã tìm được địa điểm chôn cất kho báu. Chỉ với một quả bom, chúng đã thành công khiến cho cánh cửa nổ tung xác pháo. Thế rồi con cáo già kia điên cuồng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy viên ngọc đỏ hắn vẫn luôn ao ước. Cầm viên ngọc trên tay, con cáo đầu bạc cười như đời ươi ăn phải bà. Đúng lúc này, Bạch Lang bỗng từ đâu xuất hiện cắt ngang niềm vui của hắn. Với những cú đánh chí mạng, anh đã thành công hạ gục toàn bộ những tên vệ sĩ đi theo đuôi con cáo già. Ngay đến cả Tóc Xoăn cũng bị anh tiễn về với ông bà tổ tiên một cách dễ dàng. Nhìn tất cả thuộc hạ của mình ra đi thanh thản dưới bàn tay của Bạch Lang, đầu bạc đã vứt bỏ cái tôi của mình xuống để quỳ gối cầu xin anh tha thứ. Nhưng đứng trước kẻ thù hãm hại em gái mình, Bạch Lang nào có giữ được bình tĩnh. Anh dùng hết sức bình sinh điên cuồng phát tiết lên lão đầu bạc. Sau bao nhiêu tội ác bản thân gây ra, đây là cái giá lão ta phải trả. Nhưng cuối cùng anh cũng không nỡ ra tay tiễn người đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đi chầu Diêm Vương. Sau cùng Bạch Lang bất lực nhặt khẩu súng lên dự định chấm dứt cuộc đời mình. Đúng lúc này Nam Chính đã kịp thời chạy tới ngăn cản hành động dại dột của anh.
Nam chính cho rằng cô em gái ở nơi chín suối của Bạch Lang chắc chắn không muốn nhìn thấy anh trai đi theo mình. Thế nên thay vì đi chầu Diêm Vương thì Bạch Lang hãy đi đầu thú. Sau khi ngồi sau song sắt, anh cũng đứng ra làm chứng chứng minh mọi tội ác của lão đầu bạc. Lập được chiến công, nhóm T-In thành công được thăng chức. Họ cũng không quên tống cổ những quan chức đã từng nhận tiền đút lót của lão đầu bạc vào trại giam. Từ bí thư thôn cho tới chủ tịch xã, từ phó phòng đến bộ trưởng, không một ai có thể thoát khỏi đội bóng Juventus. Sau khi hoàn thành phi vụ lớn này, nhóm T-In tạm thời nghỉ ngơi xơi nước. Nữ chính cũng đã buông bỏ quá khứ để tới bệnh viện thăm tiến sĩ Go. Thế nhưng sau khi bình phục, ông đã rời đi tự bao giờ. Trước khi đi, ông chỉ để lại một bức thư xin lỗi vì ông đã bỏ rơi nữ chính biết bao năm qua. Năm xưa vì cứu ông mà cha cô đã phải rời xa nhân thế. Đọc được nội dung trong bức thư, ánh mắt nữ chính có chút đượm buồn. Thế nhưng lũ trẻ được cô cứu mang đã giúp cô lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại. T-In và giám đốc Kim cũng bắt đầu rơi vào lưới tình của nhau. Một vài ngày sau, họ đã đem viên ngọc trường sinh kia trả về vị trí nó vốn thuộc về. Ngôi chùa khuất sau lưng núi sẽ là nơi được họ chọn để chôn giấu truyền thuyết này mãi mãi. 3 tháng trôi qua, nhóm T-In vui vẻ tổ chức một bữa tiệc chào mừng trái xoan đến với đội của mình. Những kỷ niệm xưa cũ khi nữ chính tham gia vào đội ngũ bỗng ùa về trong tâm trí mỗi người, khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thế nhưng số kho báu bị con cáo đầu bạc kia chôn giấu bao lâu qua vẫn đang nằm trong tay đám thuộc hạ. Bọn chúng vốn định dùng số tài sản đó để tẩu thoát ra nước ngoài. Thế nhưng nam chính đã kịp thời xuất hiện ngăn cản chúng lại. Anh bỗng xuất hiện thù lù một đống rồi bắt đầu bày ra tư thế chiến đấu đặc trưng. T-In cùng đồng bọn cũng đã nhận được nhiệm vụ mới từ giám đốc Kim. Biệt đội giải cứu báu vật đã bắt đầu sự nghiệp trở lại. Bộ phim kết thúc cũng là lúc cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác kết thúc. Suy cho cùng, công lý vẫn luôn luôn giành chiến thắng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.